một tập đoàn đa quốc gia, đa lĩnh vực, đa dịch vụ, là một tập đoàn tự hào có 85% cổ phần thuộc về người Việt Nam tại Hoa Kỳ. Và đó là sự tự hào không ngừng của chúng tôi khi phát triển tập đoàn mình tại đây và vươn xa với tầm thế giới. Thưa quý vị, hãy nhìn lại nhiều thế kỷ qua, khi loài người tiến lên việc trao đổi về lương thực, về thực phẩm và các giá trị khác, họ chọn muối làm cơ sở cho việc trao đổi. Và điều này mắc phải vô cùng nhiều cái khó khăn ở những cái vùng mà nơi đó muối không phải là thế mạnh. Trải qua những cái giai đoạn đó, có người ta tìm ra những cái giá trị khác như vàng, như bạc làm cái cơ sở để họ trao đổi giữa các vùng lãnh thổ, giữa các quốc gia và những tộc dân khác nhau. Tiến lên hơn một bước nữa, đồng tiền giấy ra đời với cái sự đảm bảo của một tổ chức, của một chính phủ, họ bắt đầu phát triển và phát triển cho đến ngày hôm nay. Tuy nhiên, nó vẫn chưa phải là tối ưu khi mà con người ta càng ngày càng tìm đến nhiều sự giao dịch hơn, nhiều dịch vụ hơn nữa. Người ta nghĩ ra phải có một giải pháp nào đó tối ưu hơn. Về mặt thời gian phải nhanh chóng hơn. Về mặt chi phí phải tối ưu hóa chi phí. Về mặt an ninh về tài chính, làm sao phải có được sự an ninh đảm bảo hơn để không mất đi những đồng tiền mà họ đã tích góp được. Và đó là lý do vì sao đồng tiền điện tử ra đời. Thưa quý vị, Meditech là một tập đoàn công nghệ. Chúng tôi phát huy trên cái ngành công nghệ về tài chính, công nghệ về giáo dục, công nghệ về y tế, công nghệ về dịch vụ. Chính vì điều đó mà chúng tôi nghĩ rằng cần phải phát huy hơn nữa một ngành công nghệ về đồng tiền để giúp cho những cái khuyết điểm mà hiện nay trên thị trường, trên nước Mỹ và toàn cầu đang gặp phải. Chúng tôi với đội ngũ là những giáo sư, tiến sĩ, những chuyên gia, người Mỹ, người Việt Nam, người Hàn Quốc, người Nhật Bản, người Ấn Độ và nhiều hơn nữa những người Mỹ tinh hoa cùng nhau, cùng với đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, những nhà phát triển thị trường ở Việt Nam và các quốc gia khác đã cùng nhau xây dựng thành công Alpha. Quý vị, Alpha là tất cả trong một, mà một trong tất cả. Chúng ta một thành viên của Alpha nằm trong mái nhà chung của Alpha toàn cầu. Alpha lại là tất cả và lại là quý vị, lại là tất cả trong Alpha. Đó là một trong những sự gợi gắm về tầm nhìn sứ mệnh của chúng tôi, tâm mong muốn của chúng tôi xây dựng ra một cộng đồng mà ở đó mọi người là một mái nhà, mọi người có sự đảm bảo với nhau, có sự cam kết với nhau về sự tử tế, sự yêu thương, sự thành công. Và đó là tôn chỉ mà Meditech đang gửi đến nhân dân, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Meditech, nhân dân, đồng bào của quý vị, người Việt Nam của quý vị. Tôi tuyên bố vòng lắp bắt 2 bắt đầu. Chúc quý vị một buổi tiệc lắp bắt thật vui giữa hai đầu cầu Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúc quý vị thành công và thành công hơn nữa. Những hạt giống ngày hôm nay quý vị đang có, nó là những trái ngọt trong tương lai của quý vị. Chúng tôi, Meditech, đang ở đây, nơi này. Chúng tôi có trụ sở chính ở 9191 Bosa, Webster, California. Chúng tôi có văn phòng ở 224 Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi đang có những tài sản là những bức tranh quý đang lưu giữ tại đây. Chúng tôi, những con người yêu quê hương đất nước, chúng tôi đang ở đây. Chúng tôi, những chuyên gia, sẽ dẫn dắt quý vị cùng đi tiếp con đường để phát huy Alpha, trở thành một đồng tiền cho toàn người dân trên thế giới. Một ngày nào đó không xa, khi quý vị cầm đồng Alpha trên tay, tức là quý vị đã cầm trái tim của tất cả những người Việt, những người khách hàng trên thế giới. Và tôi hy vọng rằng tôi sẽ được gặp quý vị ngày mai, ngày kia hoặc xa hơn nữa.
Nhưng trong lòng tôi luôn có quý vị bên cạnh, bởi vì quý vị là tất cả trong một. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc thành công. Cho tôi gửi hơi ấm, sự mát mẻ và tình yêu thương của Meditech Hoa Kỳ. Meditech, một tập đoàn